Khi tôi chơi với gái không có người yêu và gái có người yêu không có người yêu. Ờ, cô gái xin vô này, sao? Nay có chuyện gì? Đi chơi game. Ok, thế vô nhá. Nhảy đâu đi bạn? Thì nhảy trong tim bạn chứ đâu. Không thích. Ờ kìa, mình có biết nói dối bao giờ đâu. Ê, qua đây mình cho đồ này. Ôi, nhiều đồ quá vậy, mình cảm ơn nha. Bạn ơi, lên xe bạn ơi. Đi đâu? Đi đâu thì tí khác biết. Đến rồi nè bạn, vào đó đi. Nhưng... Ờ kìa, nhưng nhảy cái gì nhờ? Đây đúng rồi, như thế đây, ngoan lắm. Có người yêu. Ủa cái con này sao mà không vô ta? Sao tao sẽ qua mày nãy giờ mà mày không bảo thế? Tao đang đợi người yêu tao. Ok thằng yêu mày luôn đi, chơi với tao một trận coi. Không chơi. Không cũng phải có nhá. Nhảy đâu đây mày? Thì nhảy trong tim mày. Thôi ngay nha. Ê qua tao cho đồ này. Tao có rồi không cần. Ê mày lên xe. Mày đi xe đấy đi, tao đi xe này. Rồi tới rồi xuống đi. Vào đó đi mày. Ờ kìa đứng đó làm gì? Tao xin mày, mày tha cho tao đi mà. Ờ kìa nhớ chưa.